Anh đánh cá kìa, cá nó còn câu rồi kìa. Nhìn đi, nhìn đi. Bạn cá nó lôi cho bạn. Khi xem video các bạn nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh và bấm chuông nha các bạn. Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình á. Thì ổng gài mình bận quá, mình không có làm clip cho anh em xem. Thì hôm nay mình chủ nhật là mình có thời gian rồi, mà hôm nay mình đi sẽ đi câu cá cho anh em xem. Thì cần câu này là bữa đó mình hướng dẫn mọi người làm nè. Hôm nay mình chỉ lấy chính cái cần câu này mình đi câu cá luôn các bạn. Thì nãy là có một anh ở hàng xóm ở nhà mình đó, kế nhà mình đó, là ảnh đi chạy cá, chạy ngay chỗ này nè bạn, dính con cá dồ khoảng nửa ký á. Thì mình nghe tin là mình xách cần câu ở đây mình câu liền các bạn. Cá ở đây nó ụt nhiều đó bạn, cá ụt con bự bự không à. Ok, giờ mình bắt đầu tiến hành đi câu các bạn ơi. Thì mình buộc cái phao vô các bạn. Đầu tiên mình buộc cái phao vô. Mình chơi văn giả, mình có gì mình làm đó các bạn ơi. Buộc cái phao vô. Ok chưa? Thì mình lấy mồi nè các bạn. Mồi mình là con mắm các bạn. Mắm này mắm mình làm nhà á. Mắm này trăm mấy chục ngàn ký các bạn. Bữa nay về mà bà già mà phát hiện ra mình lấy mắm của bà là mai mốt rồi bà cấm mình ăn mắm luôn các bạn. Chơi màu sang không mà mình câu cá bự mà. Ok, mình đi câu các bạn. Này là chỗ xóm anh kia chài dính cá dồ to nè các bạn. Giờ nhiệm vụ còn lại là mình ngồi mình chờ thôi các bạn. Đầu tiên là mình khuyên anh em là khi câu cái này á, các bạn nên núp xuống, đừng đứng lên cao. Đứng lên cao là cá nó nhát nó không lại các bạn. Còn bạn nào đẹp trai á, đẹp gái á, thì đứng lên được, cá nó không có nhát. Còn bạn nào mà xấu cho mình nữa các bạn thì ngồi xuống thì tránh cá nó nhát, nó sợ, nó gặp nó sợ, nó chạy, nó không có lại nó ăn. Dù nó đói cỡ nào luôn, nó cũng không dám, nó gặp mặt bạn, nó cũng không dám lại các bạn. Anh làm gì á? Ngủ. Nãy giờ 15 phút rồi, chưa có ăn nữa các bạn ơi. Buồn ngủ, ngủ luôn. Cái này chắc cá nó gặp mình, nó ngủ theo mình luôn quá, nó nghỉ ăn luôn quá. Thì đối với những bạn nào mà mình đang khởi nghiệp đó các bạn, mình gặp tình trạng như là sự nghiệp nó không suôn sẻ, nó không được bền lâu á, các bạn chán đại khái là vậy, các bạn chán nản thì mình khuyên các bạn nên đi câu cá. Tại vì sao? Tại vì mình khi câu cá nãy giờ như mình ngồi nãy giờ mình ngủ gục luôn các bạn, thì đợi đến khi nào mà cá nó ăn rất là lâu chứ không phải là mau. Nếu mình câu cá sặc cá gô thì nó nhanh, nhưng mà mình câu cá bự thì nó rất là lâu, cũng giống như sự nghiệp của mình vậy các bạn. Mình làm gì mà mình mới đầu là mình gian nan, mình đã nản rồi thì mình sẽ không câu được con cá bự đâu các bạn. Cũng như cái công việc của mình sẽ không bị được suôn sẻ đâu. Thì qua cái câu cá này mình khuyên anh em nào mà chưa có tính kiên nhẫn thì nên đi câu cá đi. Khi các bạn câu cá xong các bạn sẽ học được cái tính kiên nhẫn, kiên trì của các bạn, làm việc gì nó cũng thành công đó các bạn. Như ví dụ như mình đang làm YouTuber nè các bạn, thì mình làm video thì cũng có vài trăm lượt xem thôi, ít người xem thôi, nhưng mà mình vẫn kiên trì làm clip cho anh em xem. Đó cũng là một cái tính kiên trì các bạn. Còn mình á, riêng mình á thì không biết tương lai nó tốt hay không tốt nha các bạn. Thì nhưng trước mắt là tiền thì không có rồi đó, mà hàng xóm thì nói mình bị khùng các bạn, người nhà thì nói mình bị khùng. Mà mình nghĩ mình thấy mình khùng thiệt các bạn. Tự nhiên cái ra ngoài đường cầm điện thoại nói khơi khơi thôi. Nhưng mà cái khùng thì khùng, nhưng mà để cho các bạn xem, các bạn thích là được, ok rồi.
mình chấp nhận mày khùng á các bạn. Đó, các bạn thấy cá nó rỉa không? Phải phải gần gần lại. Cá nó rỉa cục mồi các bạn. Nó ăn lâu lâu các bạn. Nãy giờ cũng lâu rồi các bạn. Thì giờ mình dời cục mồi đi chỗ khác ha. Đi cho kiếm chỗ nào có cá đi. Ok, mình đổi chỗ rồi các bạn ơi. Giờ mình tiếp tục ngủ rồi các bạn. Để mình học tính kiên trì, mình tiếp tục mình ngủ, mình đợi cá nó dính thôi. Anh đang dính cá kìa, cá nó còn câu rồi kìa. Nhìn đây, nhìn đây. Các bạn, cá nó lôi các bạn. Chạy cá bự luôn rồi. Đây các bạn. Ồ, cá này cỡ nửa ký các bạn, hơn nửa ký luôn á. Thấy không, đã nói là có cá rồi. Các bạn. Rồi, sức miếng mướp luôn rồi. Ủa, nó sức nút luôn. Cá lắm nha này. Dính cá quá đã các bạn ơi. Nãy có cây chắc nó đâm mình lột hèo luôn các bạn. Khỏi ăn cá vô luôn. Đây chụp hình tủ sướng à. Ok, gỡ ra các bạn ơi. Cá to quá. Cho vô miếng nước các bạn ơi. Ồ, cá này cỡ nửa ký các bạn, về làm lẩu mắm là ok hết sảy luôn. Ai để vô đây, để vô đây mà nó ngồi không vừa luôn các bạn. Ok, tiếp tục các bạn ơi. Kìa, còn con ụt cà bá đó nữa kìa. Còn cá ụt là còn dính. Ok, đi các bạn ơi. Sửa cái mồi lại. Đây các bạn. Hồi nãy mình dính đằng đó rồi, bây giờ nó mình lại đây mình đổi chỗ các bạn. Điện mẹ kêu mua đồ làm lẩu em. Con này làm lẩu chiều ăn được rồi. Nguồn án cá bự dữ. Cá này hơn nửa ký các bạn. Coi bộ mồi mắm này là ngon các bạn. Chập mấy chục ngàn ký này ok đó các bạn. Nào muốn câu cá dồ nên chơi mồi này các bạn ơi. Đó là tại sao mình nói các bạn nên đi câu cá các bạn. Mình kiên trì mình đợi các bạn, thế nào cũng có thành quả. Nhằm khi các bạn câu cá này các bạn đợi khoảng một tiếng đồng hồ luôn các bạn mới có cá dính, chứ không phải đơn giản đâu. Mà mình ngồi ở không, mình ngồi mình nhìn cục phao một tiếng đồng hồ á thì nó cả là một vấn đề. Đối với các bạn nào mà không kiên trì được là chuyện là các bạn đi về, các bạn bỏ cần câu và không ở lại câu. Nãy giờ mình đợi là nửa tiếng rồi đó, chắc dính con rồi, nó hết dám ăn rồi các bạn ơi. Còn cá bự ụt nhưng mà nó nãy giờ không thấy nó dính. Bây giờ mình chơi tiệc chiêu cuối luôn các bạn, thì mình chỉ anh em luôn nè. Anh em nào mà câu cá mà thấy không dính á, các bạn nên đọc thằng chú. Bạn đọc là bóng bóng bang bang lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hùm cháo hoa nhà người. À, thế nào nó cũng lên nó ăn hả các bạn? Cái đó người ta câu có bóng với cá dồ sao mà lên? Ừ ha, đó gì sai sai các bạn. Cá bóng, mà cũng không sao các bạn. Biết đâu được nó cùng một họ cá là sao nó lên rồi đó. Thì anh em cứ thử đi rồi coi nó ăn không đi rồi lên bình luận comment ý kiến cho mình á các bạn. Kìa, nó rỉa các bạn. Rồi còn hy vọng các bạn ơi, cá rỉa kìa. Nãy giờ đợi gần cả tiếng rưỡi rồi các bạn. Chuyến này mà không dính con này nữa mình về, con nó ăn được rồi.
Con đó là đủ rồi. Kìa 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 kìa. Bạn bạn em thấy không? Thấy không? Các bạn thấy nó lâu không? Xuống nhảy đi em ơi, nó sức á. Ôi. Ôi. Sức. Rồi. Chiếc này là no. Hai con các bạn ơi. Con này nhỏ hơn con nãy ta. Con này bộ nhỏ hơn con nãy. Cũng cỡ cỡ đó. Hai con các bạn ơi. Từ 8 giờ mà tới 10 giờ mấy rồi đó bạn. Mới được hai con nè. Không uổng công mình đợi 2 tiếng mấy. Tù má. Ăn cục mòi mất tiêu luôn rồi. Con này nhỏ hơn con nãy. Con này nhỏ hơn con nãy các bạn. Con nãy bự hơn nè. Con nãy hơn nửa ký. Con này chừng nửa ký các bạn. Hai con này đủ ăn. Bữa nay ăn sống qua ngày các bạn ơi. Hát cái gồm cái giò. Ok, video của mình đến đây là kết thúc các bạn. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giờ mình về mình làm lẩu nhậu đó các bạn ơi. Rồi. Đây, hai con. Chà bá luôn các bạn.